Kết thúc ở Hoàng Lan Anh giải hạn sau loạt ồn ào diện mạo mới để ấn tượng. Chủ kênh TikTok ẩn danh bốc trần nhiều quá khứ chưa được xác thực của hot TikToker Hoàng Lan Anh đến nay cũng đã im hơi lặng tiếng, không còn nhắc về cô nàng nữa. Hot girl sinh năm 2004 như để giải hạn đã có động thái mới khiến nhiều netizen chú ý. Cụ thể, trong clip nhảy nhót mới nhất cô nàng đăng tải trên kênh TikTok của mình, có thể dễ dàng nhận ra sự mới lạ của Lan Anh. Theo đó, cô nàng đã có kiểu tóc mới cực kỳ xinh xắn sau khi liên tục vướng vào ồn ào bị bốc quá khứ từ một kênh TikTok ẩn danh. Dưới phần bình luận, người hâm mộ hỏi Lan Anh, tóc mới hả chị, cô nàng nhanh chóng phản hồi, chứ tóc trước hạng quá. Vừa buồn cười, vừa thương với câu trả lời của Hoàng Lan Anh, sau khi vướng loạt lùm xùm không đáng có, cô nàng đã ngay lập tức có động thái giải hạn bằng một đầu tóc mới có màu sắc tươi sáng, bắt mắt hơn. Diện mạo mới này của cô cũng nhận được rất nhiều lời khen từ netizen, cho rằng trông Lan Anh thêm phần cá tính và ấn tượng hơn rất nhiều. Có thể thấy, thời gian vừa qua là khoảng thời gian không hề dễ dàng đối với nàng TikToker 2004. Tuy nhiên, Lan Anh cũng đã mạnh mẽ vượt qua. Sự việc bùng lên khi một trang TikToker ẩn danh đăng tải thông tin về quá khứ và cuộc sống của Hoàng Lan Anh. Tài khoản này chỉ ra chuyện bố mẹ cô làm việc sai trái và chịu án phạt. Còn nữ chính bị đòn hư hỏng lấy tiền phúng điếu của bà để ăn chơi. Chưa hết, cô nàng còn bị tố có mối quan hệ tình cảm bất chính. Trước loạt thông tin đó, Hoàng Lan Anh vừa livestream vừa khóc. Cô nàng cầu xin cộng đồng mạng không nhắc về quá khứ. Không ai sinh ra được chọn gia đình, mong mọi người đừng bàn tán về bố mẹ mình nữa, nhất là khi bố mình cũng không còn. Chuyện tiền của bà khi ấy các bác mình là người giữ để lo ma chay cũng như sau này. Mình đã có bạn trai, mình tự lo cho cuộc sống của mình, giờ đây mình chỉ muốn sống yên bình thôi. Hot TikToker khóc nức nở. Sau đó Hoàng Lan Anh còn giải bày tâm sự, không nói thì kêu nói đúng quá không cãi lại được, nói thì bảo nhột, không làm việc gì sao phải sợ, không biết sống sao luôn đấy. Người thân, bạn bè, mình nói đừng quan tâm, mà tôi kệ thì bị leo lên đầu ngồi. Tôi thanh minh cho bản thân thôi, còn từ mai vẫn tiếp tục công việc, tiếp tục cuộc sống. Dù thế, chủ kênh TikTok kia vẫn không buông tha cho hot TikToker mà vẫn quyết chí đến cùng. Lần thứ hai đối diện với chủ kênh này, Hoàng Lan Anh một lần nữa lên tiếng mạnh mẽ hơn về tin đồn thất thiệt của mình. Cô tiết lộ đoạn hòa thoại trò chuyện cùng bác ruột và tin nhắn từ nhiều năm trước giữa hai bác cháu. Lan Anh đanh thép nói, mình không hề lấy tiền ma chay ăn chơi và cũng không hề bỏ rơi em mình như những lời chưa biết bịa đặt. Còn cái việc mình gặp đại gia hay đi khách hay làm tiểu tam gì đấy, thì mình không phải là xin bằng chứng nữa mà mình thách chưa biết có thể đưa ra được bất kỳ một cái bằng chứng nào luôn. Đừng có thấy cái vụ em mình hay cái vụ ma chay không nói được gì nữa thì bắt đầu dẫn dắt dư luận theo một cái hướng khác. Về việc chủ kênh TikTok kia cho rằng Hoàng Lan Anh đâm đơn kiện, cô nàng cũng mạnh mẽ phản pháo. Còn việc và mình kiện chưa biết là không hề có nha mọi người, mình không hề gửi bất kỳ một cái mail nào yêu cầu gỡ một cái gì xuống cả. Cuối cùng cô nàng khẳng định một lần nữa, còn mình khẳng định lại một lần nữa là mình không lấy tiền ma chay, không bỏ rơi em mình không đi khách, không cọp đại gia, không làm tiểu tam nhá. Còn nói thì ai mà chẳng nói được mọi người, bằng chứng thì không có, mọi người cứ răm rắp nghe theo là sao. Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng sự mạnh mẽ của Lan Anh khiến nhiều người phải nể phục. Cô chính là cái ngay không sợ chết đứng, rất quyết liệt, đối diện đến cùng. Đến nay, kênh TikTok kia đã không còn nhắc đến cô nữa mà chuyển hướng sang các đối tượng khác thay vì tiếp tục bóc trần hay sau bằng chứng.